Các vị phụ huynh ra phía ngoài sân bóng nha. Xin mời các vị phụ huynh, chúng ta không đón bé ở trong khu vực đường kia. Ban tổ chức xin nhắc lại một lần nữa, các vị phụ huynh ôm con và sẽ tăng cường làm ảnh hưởng tới các đường đua của chúng tôi ạ. Các vị phụ huynh hãy mau chóng rời khỏi đường đua, chúng ta sẽ đón bé ở khu vực bên.